Xưa người ta nói bà già chồng mà đi coi con dâu đó, mà muốn đẻ nhiều mắng đẻ là phải coi cái mông, phải coi cái mông. Mông cong hả? Ờ, với là mắng đẻ, em có coi cái đó không? Không, em đâu có thích mông cong, mông cong mông xấu quá. Chứ em thích mông gì? Em thích mông phẳng đấy. Mông phẳng là mông sao? Mông phẳng với lưng đấy ạ. Là không có mông á hả? Có mông chứ ạ. Sao mông phẳng với lưng là thẳng băng vậy hả? Không phải nhô ra một chút xíu. Nhô lên cỡ bao nhiêu? Em đâu có đo được đâu ạ. Thì bây giờ mình tưởng tượng đi. Chắc khoảng nếu như mà lệch so với lưng thì khoảng vài ba phân thôi. Cái gì? Cái lưng vậy mà lệch vài ba phân là cái mông ra có vậy thôi hả? Chứ cộng quá thành hình chữ S. Cái lưng vậy mà cái bông cách lưng mấy phân là có nhiêu đây thôi hả? Đúng rồi đấy. Rồi, ở dưới này nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra nha. À, bây giờ thì mời hai bạn sẽ bắt đầu giới thiệu về những thông tin cá nhân của mình ha, to rõ cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai. Em chào chị Cát Tường, chào bạn nữ ở bên, chào mọi người. Em là tên là Nguyễn Văn Hải, em sinh năm 1990, quê Thanh Hóa. Hiện tại thì em là môi giới thương mại. Môi giới thương mại? Dạ, là em chuyên lĩnh vực là bên xăng dầu đó. Vào đây lâu chưa? Em vào đây là được 11 năm. 11 năm, hiện giờ mình đang sống với ai? Đang sống với em trai. Sống với em trai? Dạ. Là mình thuê nhà ở hay sao? Em thuê nhà ở. Còn ba mẹ là vẫn ở ngoài quê Thanh Hóa? Dạ đúng rồi, ba mẹ đang ở ngoài quê hết. Dạ, một năm về quê được mấy lần? Thì những năm trước thì 4-5 năm em mới về một lần. Hiểu vậy đó hả? Dạ đúng rồi, em say xe cho nên em ít về quê. Nên là không về được nhiều. Trời đất ơi, thanh niên đàn ông gì mà say xe rồi không về thăm bố mẹ. Yếu đuối lắm chị. Yếu đuối lắm hả? Mong manh dễ vỡ lắm. Mong manh nhưng mà không dễ vỡ được. Mong manh nhưng mà không dễ vỡ được. Cứng cáp lắm đấy ạ. Mời bạn gái bên này giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường cùng bạn nam bên chưa. Em tên là Hồ Thị Hương, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em là điều dưỡng chăm sóc người lớn tuổi, và công việc chính của em hiện tại bây giờ là giáo viên yoga. À, yoga là mình làm tại trung tâm hay là mình dạy riêng? Em mở trung tâm. Có mở trung tâm? Dạ. Mình mở trung tâm luôn. Dạ. Mình làm chủ luôn. Dạ. Trời ơi giỏi dữ vậy ta. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Thanh Hóa. Ủa Thanh Hóa luôn hả? Coi có gần nhà anh này về thăm ba má anh giùm ảnh. Anh say xe anh không về được. Trước đây em cũng say xe lắm đó, nhưng mà tại vì đi nhiều quá cho nên là bây giờ hết say. Em hiện tại là ở với ai? Em ở một mình. Em vào đây cũng được 10 năm rồi, nhưng mà em lập nghiệp một mình ở trong này. Yeah. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì biết nấu ăn, làm việc vặt gia đình. Tính thì hơi hiền. Hơi hiền? Dạ. Còn điểm yếu của em là hơi nóng tính. Hơi hiền? Sao hơi nóng tính? Sao ngược vậy? Dạ. Hiền mà còn nóng tính nữa. Dạ, hơi nóng tính. Nói chung là khi mà mình áp lực một cái chuyện gì đó, mình nóng tính một chút xíu rồi mình dịu ngay, em không có để bụng. Còn em? Đây điểm yếu trước đi, em hay quên. Trước đây thì em hay cũng hay út nhát lắm. Nhưng mà vì cái em mới đến cái yoga thì bây giờ em cũng đỡ một phần nào đó. Về ưu điểm của em á, thì cần cù, được cái chịu khó, ham học hỏi. Nếu những cái gì mà em chưa biết làm thì em cố gắng làm sao em kiên trì và em sẽ làm bằng được nó. Tình trường thì sao? Em về trải qua một mối tình kéo dài cũng được hơn một năm. Người đó ở Huế. Sau mình hơn một năm quen nhau thì nói chung là chênh lệch về cái tài chính ấy, thì người đó đi trước. Đi đâu? Đi lấy chồng trước. Trời ơi, tôi dùng người đó đi trước. Ông nội này ông nói chuyện nghe ghê thiệt luôn. Thế em nói thiếu thế. Rồi sao nữa? Đến giờ thì em vẫn không yêu ai cả. Là cuối cùng em bị bỏ hay là người ta bỏ em hay là em bỏ người ta? Không, em đâu có bị bỏ, em bị đá. Bị đá. Vâng, em bị đá. Là đang quen với em rồi đi chồng lấy chồng luôn hay là đúng, gì? Đúng rồi, cái hôm đó là cái ngày mùng 8 tháng 3 là tụi em gặp nhau lần cuối cùng. Sau ngày mùng 8 tháng 3 đó thì em tự dưng em thấy cái bạn đó là không nhắn tin, không gọi điện cho em khoảng mấy ngày. Thì em có gọi điện, cô ấy bảo là em chuẩn bị đi xa, cô ấy là đi Singapore. Cô ấy bảo là nếu mà thành công thì bên đó thì cô ấy sẽ quay về cô ấy đón em. Đó, thì em mới lúc đó thì em với cô ấy có cãi nhau thì khoảng mấy ngày ấy. Đúng cái ngày mà cô ấy ra sân bay, cô ấy đang check in
an ninh ấy, thì em gọi cho cô ấy, thì lúc đó không kịp thấy em, cô ấy tắt máy luôn. Thế từ đó nhá, là chia tay. Là cô đi luôn, là mất liên lạc luôn. Đúng rồi, có nghĩa là ngày 21 tháng 3 là có nghĩa là mất liên lạc từ đó. Và đến ngày 31 tháng 3 là cô ấy cưới. Ủa, cưới ở đâu? Cưới ở Singapore hay cưới ở Việt Nam? Cưới ở quê Huế đấy. Ủa gì kỳ vậy? Có nghĩa là cô đi du lịch chơi mấy bữa thôi. Thì em đâu biết là cô ấy nói dối nói thật đâu. Em nhớ là đúng em ngày có đi kiếm cổ không? Không, em đâu có đi kiếm đâu, tội gì mà đi kiếm vất vả đây. Rồi sao nữa? Ngày 17 tháng 5 thì em có lướt Facebook ấy, thì em thấy cái hình ảnh bìa của em gái của cô ấy, thì em bảo tại sao giống con bé này thế, tên nó là Hiếu. Thì em có check vào thì em xứng là thì là nó. Rồi em phóng cái to cái hình nữa ra thì ngày 31 tháng 3 là nó cưới. Nó là nhỏ bạn gái hả? Vâng đấy. Là nó cưới rồi. Dạ đúng rồi ạ. Anh nhớ từng ngày luôn, ngày ra sân bay, ngày gặp nhau cuối cùng, nhớ hết từng ngày luôn hả? Đúng rồi. Khi chắc là nỗi đau lắm phải không? Bản thân em thì em yêu ai thì em yêu rất là thật lòng. Rồi bạn gái bỏ rồi có khóc lóc gì không? Có chứ ạ. Cái hôm đó là cái hôm mà em đang chở một người chị xuống ở dưới Bình Chánh ấy. Đó em đang đứng ở vỉa hè thì tự nhiên em lót lướt Facebook á thì em thấy. Xong là em chở cái chị đó về luôn. Giữa đường em đeo khẩu trang thì em khóc. La hù lêu luôn nhưng mà vừa chạy xe vừa khóc luôn. Vâng, nhưng mà chị đó không biết. Em có nghĩ là em khóc trong câm nín đấy. Nhưng mà khóc không thành lời đấy. Đến cái đèn đỏ rồi em không chịu nữa rồi em mở khẩu trang để em khóc bù la bù lêu khóc. Rồi chị biết luôn. Thì lúc đó chị ấy mới biết. Thì lúc đó mà em cái đứt mất thấy cái dây thần kinh xấu hổ rồi. Mọi người ở cái chỗ đèn đỏ nhìn quá trời. Em về luôn. Vừa còn sau đó có khóc nhiều lần nữa không? Có chứ ạ. Bây giờ còn khóc không? Không, bây giờ hết khóc rồi. Hết khóc được bao lâu rồi? Đến bây giờ thì khoảng 9 tháng thì chắc khoảng thôi khóc được khoảng 6 tháng rồi. Thôi khóc 6 tháng là khóc bao nhiêu 3 tháng đó. Đúng rồi. Mong manh quá, dễ vỡ quá. Không có gì vỡ. À, mong manh thôi. Khóc xong cho đã rồi thôi. Đúng rồi, khóc xong cho đã rồi thôi. Bây giờ còn theo dõi Facebook cô đó nữa không? Không, cô chặn hết. Cô chặn hả? Chứ nếu cô không chặn là cũng coi phải không? Thì đến lúc mà em mới chia tay thì em vào xem, từ khi mà chặn thì em đâu mà xem. Rồi là hồi đó giờ một mối tình duy nhất đó thôi đó hả? Đó là mối tình chính thức, còn mối tình mà đưa đi đưa lại thì có khoảng 2-3 mối tình. Đưa đi đưa lại là ai đưa ai, ai đưa lại, ai đưa đi ai đưa lại? Có nghĩa là em với cái người mà em quen đó là đưa đi đưa lại là quen, có nghĩa là không phải là bạn, không phải là yêu. Tên bạn một xíu mà dưới yêu một xíu. Có qua lại tìm hiểu đó. Có qua lại tìm hiểu mà không hợp cho nên là thôi. Chỉ một mối tình sâu nặng là khóc bù lu bù loa đó thôi đó. Đúng rồi, từ trước giờ em năm nay là em 29-30 tuổi, mỗi một mối tình như vậy. Một mối tình cay đắng như vậy. Cay đắng quá ha. Cay đắng giờ kể lại vui quá. Có cay đắng mới có những trải nghiệm. Rồi, còn em, tình trường mình sao? À, tình trường của em thì em cũng giống bạn trai, cũng trải qua một mối tình. Nhưng mà em lại yêu xa. Tại vì bạn nam là đi du học ở bên nước ngoài, rồi gia đình định cư bên đó luôn. Khi em yêu thì em yêu, nhưng mà em cũng nhanh lắm. Chứ em không có giống như thế là bạn trai nữa. Kể như vậy giống như yêu đuối quá. Giống như yêu đuối quá. Vậy đi em ơi, vậy nó mới sướng em ơi. Mình buồn mình khóc thôi, chứ khóc xong rồi thôi, mắc gì. Đúng rồi, khóc mình có ảnh hưởng đến ai đâu. Ừ. Bao nhiêu lâu rồi ở không? 7-8 năm rồi đó. Lý do tại sao 7-8 năm ở không? Tại vì em tập trung vào học và em làm việc, em công việc của em là chính. Còn bây giờ đến cái tuổi xế chiều, tuổi lớn rồi. Cho nên bây giờ mới đi tìm dạ. Bây giờ là có sắp xếp thời gian cho tình yêu chưa? Hay là vẫn bận công việc bù đầu bù cổ? Em đã lên chương trình này thì chắc chắn em phải sắp xếp rồi ạ. Nếu được thì bao lâu hai bạn tiến tới hôn nhân được? Theo quan điểm của em. Theo em nhanh lắm. Nhanh là bao lâu? 6 tháng 1 năm gì á. Bên này có đeo theo kịp không? À, không có năm rồi. Hả? Không có năm. Khoảng 1 năm? Vâng. Bữa giờ đi làm có để dành được mới vốn nào chưa? Chưa. Chưa là lấy gì lấy vợ? Còn nợ nữa. Hả? Còn nợ. Rồi sao lấy vợ được mà là hàng năm? Lại nợ tiếp. Nợ bắt vợ trả hả? Không, em già chứ ạ. Nợ của em thì em phải già chứ. Nợ gì? Tại sao phải có nợ? Đi làm mà sao có nợ? Đi làm phải cách tích cóp để dành chứ sao đi làm mà mắc nợ? Vâng, em làm kinh doanh cho nên là nhiều khi phải vay mượn này kia, làm ăn nó thua lỗ. Em không thích làm công việc cố định. Em bản thân của em thì là máu kinh doanh. Có máu kinh doanh. Vâng. Nãy em nói em làm về xăng dầu gì gì đó là em là mình đi làm cho người ta hay mình tự kinh doanh? Có nghĩa là em kết nối với người mua và người bán từ bên nước ngoài và Việt Nam. À. Còn nếu như bây giờ nhưng mà em làm là làm riêng cá nhân hay là em làm có công ty có? Không, em làm cá nhân nhưng mà có một cái đội ngũ riêng đó. Ví dụ như bây giờ mà em làm deal thành công thì em sẽ làm một cái văn phòng đại diện chính thức cho cái công ty nước ngoài đó. Rồi tương lai có khả năng thành công không? Tương lai thì em phải nỗ lực thành công kia, phải chắc chắn thành công kia. Phải chắc chắn thành công. Vâng. Mà hiện tại thời điểm này đang thất bại. Vâng. Trời ơi, mà ông tươi dữ gì? Thất bại mà ông tươi như hoa vậy. Em thích, em thích anh được cái là tự tin. Em thích nhất là những người như vậy á. Những người tự tin thì chắc chắn là sau này sẽ thành công. Không thành công trước cũng thành công sau. Nói chung đùa thôi, hai bạn còn trẻ mà. Chủ yếu là chí hướng. Chí hướng và nếu mà quyết chí làm thì tương lai mình còn dài mà. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Em thích nhất là bạn trai là tự tin. Thứ hai là chân thành, chia sẻ,
trong những cái công việc của mình. Cái đó thấy có đủ rồi đó. Ngoại hình. Ngoại hình thì ưa nhìn. Ưa nhìn làm sao? Nó phải cụ thể. Trắng đen, cao thấp, mập ốm gì đó, dụ vậy. Chiều cao thì từ 1m65 trở lên. Rồi dư xăng, khỏi còn nói nhiều dư. Em không thích bạn trai là hút thuốc gia trưởng. Hút thuốc mà kẹp chung với gia trưởng có hút thuốc không? Em không hút thuốc. Có gia trưởng không? Em con trưởng. Con trưởng mà có gia trưởng thì em con trưởng thôi đấy. Không, thường thường bạn vâng, em nói một chứ không nói hai. Hầu như gia trưởng nhiều lắm. Người ta nói người ta con trưởng thôi. Còn em muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai như thế nào? Em thì không có mẫu người lý tưởng. Người ta giản dị một xíu, lấu cá một xíu. Bởi vì lấu cá mới thông minh đấy. Trai thường tìm bạn gái là hiền lành, thùy mỹ, nết na. Ai đi tìm vợ tìm người lấu cá. Bởi vì em hiền, em rất là hiền. Cho nên em phải tìm một người nào đó mà lấu cá một xíu. Bởi vì bảo vệ em hả? Lấu cá thì chỉ số IQ nó mới cao. Mà để bảo vệ em hay chi? Không, em thì em rất là mạnh mẽ. Em bề ngoài em rất là hiền lành. Nhưng mà bản thân của em ở trong rất là mạnh mẽ. Ngoại hình, thích người bạn gái như thế nào? Em thì thích cô ấy là cao khoảng 1m55 trở lên. Hơi mập một xíu. Mập này sau này ví dụ như có lấy được nhau thì đẻ con nó mới đẹp. Nó mới mập mạp. Liên quan gì mập mà đẻ đẹp? Mập về đẻ nó con nó mới bụ rồi. Chứ còn mà ốm quá sau này đẻ con như cái que tăm thì... Hồi xưa người ta nói bà già chồng mà đi coi con dâu đó, mà muốn đẻ nhiều mắng đẻ là phải coi cái mông. Phải coi cái mông. Mông 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 cong hả? Với là mắng đẻ. Em có coi cái đó không? Không, em đâu có thích mông cong. Mông cong mông xấu quá. Chứ em thích mông gì? Em thích mông phẳng đấy. Mông phẳng là mông sao? Mông phẳng với lưng đấy ạ. Là không có mông á hả? Có mông chứ ạ. Sao mông phẳng với lưng là thẳng băng vậy hả? Không phải nhô ra một chút xíu. Nhô lên cỡ bao nhiêu? Em đâu có đo được đâu ạ. Thì bây giờ mình tưởng tượng đi. Chắc khoảng nếu như mà lệch so với lưng thì khoảng vài ba phân thôi. Cái gì? Cái lưng vậy mà lệch vài ba phân là cái mông ra có vậy thôi hả? Chứ cộng quá thành hình chữ S. Cái lưng vậy mà cái bông cách lưng mấy phân là có nhiêu đây thôi hả? Đúng rồi đây. Vậy em đoán thử cô gái ngồi bên cạnh em hôm nay là vóc dáng mặt mũi như thế nào? Theo là bạn ấy cũng khoảng được 50kg, cao khoảng 1m50. Đúng không em? Em cao mét mấy? Cao 1m56, em nặng 45kg à? Hơi ốm. Ốm mà ốm đố em chị nhiêu ký? Chị cắt tường khoảng 49kg. 55kg? Thì bên đây có 40 mấy? Thì đấy, chị nhìn 55kg mà chị đang còn chưa ấy là chưa béo lắm này. Mà cái mông tôi là cách cái lưng của tôi tới là một tấc lận. Thế để em đo luôn nè. Đo đi. Em có hình không? Đưa cho chị coi. Nè, kiếm ra coi cái cô nào mà có cái mông cách cái lưng 1cm, 2cm gì đó kiếm đi. Rồi, ảnh đó, hai anh chọn một, tôi thích ai gả cho. Ai mà anh nào nhìn vô mông manh dễ vỡ nha. Em nhìn chắc là bạn này. Bạn nào? Đây. Bạn nào chỉ vô? Đây. Bạn này á hả? Vâng. Lý do sao chọn bạn đó? Thì em cũng hình dung ra như thế. Tôi cũng biết luôn nữa. Không biết. Ôi trời, không yếu hồi hỏi bạn đi. Anh nào? Dạ đây ạ. Sao chọn anh đó? Tại vì không biết em nhìn vô là giống như thế là em có cảm nhận. Cảm nhận hai người hay quá ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở cửa trái tim để xem cảm nhận hôm nay của hai bạn đúng hay sai nha. Một, hai, ba. Sao? Cảm nhận thế là sao? Đây. Thế là đứng đầu tiên. Ủa em đúng hả? Không, sai, đây này. Đâu? Đây. Cô này hả? Vâng. Đúng không? Đúng rồi. Vậy là trật lắc rồi phải không? Tại vì cái tấm hình đó là em chụp cách đây cũng gần được 2 năm rồi. Rồi em sao? Em cũng trật. Hai người giống y chang như nhau hả? Rồi, qua cái tim, qua cái tim. Lành quá hay qua đò mông hay gì? Rồi, cảm ơn bạn. Mình cũng có món quà này tặng anh em đi chứ bạn bè gì đây. Quyển sách này thì thay đổi cuộc đời của mình. Từ lúc cái quyển sách mình rất chi là quý quyển sách đó. Hy vọng là bạn trân quý quyển sách đó. Ok, mình rất thích là đọc sách. Đọc cuốn sách thay đổi cuộc đời luôn đó. Ủa hồi nãy em nói em sinh năm nhiêu? 90. Bên đây sinh năm nhiêu? Dạ 88. 88. Ồ, nhất gái lớn 2 gì trai lớn 1 bây giờ tự tin không? Có nhỏ ta lớn hơn 2 tuổi có vấn đề gì không? Không, có gì đâu ạ. Không có gì đâu phải không? Vậy bây giờ tự tin anh em cái coi nè. Hôm nay mở cửa trái tim này ra anh nhìn thấy em thấy anh thấy như thế nào? Hôm nay thì cũng có duyên gặp lại nhau ở đây. Thì không biết là sau này thì mình duyên của mình đến đâu. Năm nay là bạn là 32 tuổi, mình cũng 30 tuổi rồi. Anh em. Dạ. Quên em. Hôm nay thì bạn em 32 tuổi, anh 30 tuổi rồi. Ngượng. Hơi ngượng. Không có gì ngượng hết trơn á. Bình thường. Thì tức là bạn
em 32 năm em mới có duyên gặp anh, thì anh 30 năm em mới có duyên gặp anh. Thì hôm nay chúng ta giả biết như nào. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên ấy, anh cảm nhận về em thì rất là đơn giản, giản dị. Anh vào trong này lâu chưa? Mấy năm rồi? Anh vào đây lâu lắm là 11 năm rồi. 11 năm? Ờ, hiện tại bây giờ đang ở quận mấy? Đang quận 9, em đang quận mấy? Quận Bình Thạnh. Rồi bây giờ nè, chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Lạc Thái Bảy. Rồi vừa ăn vừa trò chuyện vừa tâm sự chuyện tình yêu. Chuyện tình yêu để mà tiến tới hôn nhân. Ít phút là chị Tường sẽ quay trở lại. Chúng ta chỉ có 5 phút thôi, không có nhiều thời gian đâu, được không? Ok. Tự tin không? Tự tin. Rồi, cho mời đồ ăn vào. Bây giờ mời hai bạn sẽ thưởng thức món thịt gà cuốn lá dứa chiên. Đùi gà sẽ lọc xương nè, ướp chung với hạt nêm, dầu hào, dầu mè, sữa tươi và đường thốt nốt. Sau đó thì bọc trong lá dứa và hấp khoảng 10 phút. Món ăn này sau khi hấp xong đem ra đi chiên, làm lan tỏa một mùi thơm rất là dịu nhẹ. Hai bạn hãy thưởng thức món ăn này ha. Đây là một ăn cũng rất là đặc biệt và rất là đặc trưng nổi tiếng của Thái Lan. Ăn thử và nhớ vừa ăn vừa trò chuyện nha. 5 phút sau chị Tường sẽ quay trở lại. Mời hai bạn. Công việc là bên bất động sản hả? Bên sale hả? Công việc chính, cái chuyên ngành chính của anh, chuyên môn chính luôn là anh làm về bên xăng dầu. Anh, đúng rồi, anh control xăng dầu. Nghe nên nợ, nợ là nợ bao nhiêu? Hiện tại bây giờ nợ bao nhiêu? Bây giờ nói nợ chắc là phải mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu? Nhưng có khả năng trả không? Anh vẫn có khả năng làm từ từ, sẽ trả từ từ. Chúng ta làm mà không có lập ra mục tiêu á, nếu như kinh doanh tiếp tục thì lỡ mà thất bại nữa thì sao? Em nhìn anh, em có đủ tự tin không? Đủ tự tin, nhưng mà chúng ta làm một công việc gì chúng ta mới lập mục tiêu rõ ràng. Anh hỏi em, đối với em bây giờ, em ví dụ như bây giờ bản thân anh á đang còn vướng mắc về công việc nó chưa thuận lợi á, em nhìn anh, em có đủ can đảm để đi cùng với anh không? Nếu như anh tự tin thì em thích nhất là cái điểm là tự tin. Anh rất là thích có khi nào mà có ý định là chuyển nghề không? Anh không, bởi vì anh là đam mê của anh là xăng dầu rồi, gia đình anh cũng là rất là khó khăn. Anh muốn làm một cái gì đó mà nó đột phá để sau này anh còn con, còn cháu, rồi còn anh chị em, người thân của anh. Người sâu xa quá hả? Đúng rồi, thì bởi vì anh mới nói là anh trưởng thành rồi mà. Anh năm nay 30 tuổi rồi cơ mà. Tình yêu gì mà sâu đậm dữ vậy? Anh là một người khi mà yêu một ai đó mà xác định người đó là để mình yêu, mình cảm nhận người ta như là một người thân của mình luôn. Ví dụ sau này anh và em có yêu được nhau hoặc là có thương được nhau thì em cũng thích và anh cũng thích. Anh là rất là tôn trọng cái người mà bên cạnh mình. Anh mong muốn điều gì người bạn đời và người phụ nữ sau này của anh? Anh mong muốn bạn của anh là vun vén cho gia đình, sống giản dị bình thường thôi. Nhưng mà anh thích là người phụ nữ hướng ngoại hướng nội? Anh thích người phụ nữ hướng ngoại. Hướng ngoại thì không bao giờ mà vun vén gia đình với chăm sóc gia đình được. Không bao giờ hoàn hảo được hai cái. Anh là một người nội trợ rất là giỏi, anh nấu ăn rất là giỏi. Mẹ của anh có nói với anh một câu á, kiếp này đáng lý là mẹ phải sinh con ra làm con gái thì đúng hơn. Bởi vì anh làm việc vặt rất là tốt, anh rất là chịu khó. Từ trước thì rất là hiền ngoan, anh không có cái gì hết trơn á. Anh không có cái gì, mẹ anh bảo là sao chị đến sớm thế? Sớm thì chị nói có 5 phút thôi chứ bộ cho em tưởng đâu 50 phút hả? Em đang nói dở câu chuyện. Kệ em, giờ chị vô ngồi chị nghe luôn. Thôi chị nói đi, em nói thế là được rồi. Hết rồi hả? Vâng. Nãy giờ thấy có hợp nhau không? Là người Thanh Hóa thì em là thấy là hợp. Rồi có hẹn hò là chừng nào gặp nhau, bao lâu gặp nhau một lần, rồi đi chơi ở đâu, rồi tính chuyện hôn nhân gì chưa? Ở cái Sài Gòn này thì gặp giờ nào ngày nào chả được ạ. Người ta chịu gặp em không ấy chứ? Thì em đâu có biết đâu. Nãy giờ có hỏi chưa? Em chưa. Rồi nãy giờ không ăn gì chưa vậy? Em ngại ăn. Ngại ăn hả? Vậy lát hồi hai đứa dọn ra ngoài ăn riêng ha. Có tí nữa em gói về em ăn. Lát gói về ăn. Rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn bốc thăm trúng thưởng nha. Mỗi bạn bốc một lá rồi đọc lớn lên đi. Bạn sẽ làm gì nếu bị bạn gái bỏ? Bạn sẽ làm gì nếu bị bạn gái bỏ, trừ việc khóc? Em đã bị đổ vỡ một lần. Đổ vỡ gì ghê thế quá. Đổ vỡ là khi nào người ta? Thì bây giờ thì đợi đi, em nói em đã chia tay một lần. À. Đã yêu đuối một lần, đã từng khóc rất là nhiều lần. Nếu như có một lần nào đó, yêu lại một lần nào đó nữa, yêu lại một người nào đó nữa, em sẽ không bao giờ khóc nữa. Bởi vì bây giờ người đó không phải là người quan trọng nhất nữa. Nếu người ta đã bỏ mình, nếu người ta đã bỏ mình là người ta không phải là người quan trọng. Đúng không? Còn nếu người ta vẫn ở bên cạnh mình, có nghĩa là người ta vẫn là người quan trọng mình. Thì mình có khóc không? Dạ có chứ. Người ta, ví dụ người ta đau buồn hay là và gặp vấn đề gì đó, em rất là thương người ta. Bởi vì em thì vẫn có thể khóc. Vâng chứ, em khóc vì lo lắng, khóc vì hạnh phúc, khóc vì giận hờn. Nhưng mà nếu bỏ thì không khóc. Giận hờn thì không có khóc, còn bỏ bây giờ cũng không có khóc. Được không em? Câu trả lời vậy em thấy hợp lý không? Thỏa đáng không? Dạ thì cũng cũng được. Cũng được. Mới cũng không được. Tại vì em chị người ta sợ có cái đó. Cái điều em nói nó rất là gần với cái điều là giống như là đã đau một lần rồi bây giờ sẽ không yêu nữa. Mà chính vì không yêu nữa cho nên sẽ không khóc nữa.
bản nếu thân mình em yêu có... nữa là mình vẫn sẽ khóc. Em có một cái điểm yếu là ví dụ như em mà gặp thất bại chuyện gì là em hay khóc, một mình khóc để cho nó giải tỏa bớt cái stress đi. Ủa sao những cái lúc mà mình gặp thất bại là sao mình đi ra ngoài, mình học hỏi thêm, mình đi ra ngoài, mình gặp bạn bè gì đó thì tất nhiên là chứ tất mình nhiên đừng có anh... nằm ở nhà ở anh nhà. Đâu có nằm ở nhà đâu, bởi vì anh có rất là nhiều mối quan hệ. Ví dụ gặp áp lực công việc thì mình không thể nói với người ta nhiều quá, bởi vì người ta không phải là người thân của mình. Bản thân anh ra ngoài đường anh không chia sẻ quá nhiều. Nhưng mà nếu như sau một có người bạn gái nào đó mà có ý định với anh rồi á, lập gia đình đó, thì anh có chia sẻ hết tất cả những cái gì cho mọi người? Có chứ, thì ngày xưa anh yêu cái người kia, anh coi người đó như là một cái cánh tay của mình mà anh chia sẻ hết. Người mà đi bên cạnh anh là yêu thương anh á, mà chăm lo cho anh á, quan tâm anh á, là anh coi như người thân. Đấy em, học lớn lên. Bạn hay tập cho bạn nam đối diện một vài động tác yoga. Trời ơi là trời. Trời, hôm nay em mặc cái quần trời hay là trời. Nó hơi bị bó quá cho nên em không có. Nhưng mà vẫn sẽ có những động tác tập được. Dạ em qua bên này đứng. Đó. Yoga thiếu gì động tác, chị mặc áo đầm chị vẫn làm được bình thường. Bạn nữ chỉ cho bạn nam. Ra đây đi, đừng có mất thời gian. Thời gian là một vàng bạc. Một động tác hay đúng không chị? Động tác nào khó mà ổng làm mắc cười nhất đó nha. Qua đây. Làm đi. Khó nha. Phải tập trung nha. Nhìn thẳng, em phải hướng dẫn cho đàng hoàng. Cô giáo hướng dẫn về chưa đúng. Phải à? Có một điểm nhìn. Đúng rồi, mình nhìn thẳng nè. Cái chân của mình để vuông góc nè. Rồi hai cái tay mình ra ngang ra. Đưa một chân rồi, lên hả? Đúng rồi. Nằm người bằng phẳng ra vậy nè. Hiểu không? Bằng phẳng đây cái cắm đúng đầu rồi. Cắm đầu đất ấy. Không có cắm thì bởi phải nhìn vào một tập trung. Định thần, không có nhiều chuyện, không có vô duyên. Thẳng chân. Thì đây thẳng đây thôi. Lưng thẳng xuống nữa, ngang xuống nữa. Đúng rồi, ngước cái đầu nhìn lên phía trước. Đúng rồi. Cái chân cao lên. Chân thấp quá, cô giáo nâng cái chân bạn trai lên cô. Thôi, giáo. Thôi, thôi, cắm mắt xuống đất đi. Cao chân lên. Ôi trời ơi, trời. Được chưa cô giáo? Trời ơi. Được rồi. Cao lên, rồi. Sao em? Ổn không? Ổn chứ chị, có gì. Tối nay về ngủ ngon lắm á, một ngày làm 10 phút, đổi chân 10 lần. Được không? Được. Bây giờ nè, hai bạn nhìn thẳng vào nhau vậy đi. Lường dành cho hai bạn 30 giây nữa trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ là nói chuyện rồi, tâm sự rồi, giỡn có, chân thành có. Bây giờ là lúc quyết định có bấm nút hay không. Nhìn nhau 30 giây đi hai bạn. Nhìn cái đã mới cảm nhận. Em nhận xét thì bạn trai như thế nào? Bạn, ví dụ mình đang làm nghề nó có khả năng mà bạn làm đổi nghề không? Mình có ý tưởng đổi nghề không? Không. Bởi vì là mình chỉ có hợp với kinh doanh thôi. Mình muốn kinh doanh. Ví dụ như thế là về kinh doanh với mình sao? Mình cũng bên kinh doanh mà. Thì mình là kinh doanh, nhưng mà mình á, nếu như mà để mình đổi nghề á, thì chắc chắn một quan điểm 100% là mình sẽ không đổi. Bởi vì cái nghề xăng dầu là cái nghề mà cái mối quan hệ của mình nó rất là nhiều. Đằng sau của mình còn rất là nhiều người mà em phải phụ thuộc vào mình nữa. Nên mình sẽ không bao giờ mình đổi cái nghề của mình. Còn nếu như mình song song, nếu như mình mà làm một lúc hai việc chẳng hạn ấy, mình sẽ cân đối. Còn mình sẽ nhất quyết mình sẽ không bỏ cái nghề xăng dầu của mình. Chuyện làm ăn chúng ta nói sau. Đây đang nói về cảm xúc để quyết định bấm nút. Cho em một cơ hội để nói, có muốn nói gì không? Mình sống rất là thực tế. Mình có lên đây mình không phải là tô vẽ cuộc sống màu hồng hồng của mình. Thì bây giờ mình hỏi bạn một câu thôi. Mình bây giờ đang rất là khó khăn. Nếu như bạn đủ tự tin, bạn nhìn mình, bạn đủ can đảm thì bạn đi được cùng với mình hay không? Mình không có sợ, tại vì bản thân mình cũng sinh trong gia đình khó khăn. Bạn có ý chí thì cái đó mình thích. Thì nếu như trái tim mình rung động hoặc là mình có một cái, nói chung có cảm tình á, thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Mình rất là thích người Thanh Hoa mình, bởi vì hiểu tính nhau, ăn được đồ ăn của mình nấu là được rồi. Bây giờ là thời phút quan trọng, đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò để trở thành một cặp đôi, bạn trai, bạn gái thì chúng ta bấm thật mạnh. Nếu không đồng ý, chúng ta lấy tay ra để dành cơ hội cho những người khác. 1 2 3 Mình sống rất là thực tế. Mình lên đây mình không phải là tô vẽ cuộc sống màu hồng hồng của mình. Nếu như bạn đủ tự tin, bạn nhìn mình, bạn đủ can đảm thì bạn đi được cùng với mình hay không? Bạn có ý chí thì cái đó mình thích. Nếu như trái tim mình rung động, thì chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội. Hết thời gian. Sao em không bấm? Em không có cảm, không có cảm xúc. Không cảm xúc là về, không cảm xúc về tình yêu trai gái. Dạ đúng rồi. Đó là cái quyền của bạn ấy, đó là cảm xúc của bạn. Thì chương trình cũng rất là tôn trọng, mà chị nghĩ bạn trai này cũng rất là tôn trọng cái quyết định của em. Khi đã bấm nút là phải là cùng một chí hướng. Nó phải có chạm đến cảm xúc của trái tim mới đi được với nhau lâu dài. Mời hai bạn đứng ở đây ạ.
Tường cũng rất là tiếc. Thì thật ra nếu mà nhìn về bố cục bên ngoài thì hai bạn tương đối là khá hợp nhau, cũng là những người trẻ có chí hướng trong công việc, cũng là những người cùng quê, có những cái khởi điểm cũng gần giống nhau. Nhưng mà tuy nhiên cảm xúc thì không ai có thể nói trước được, vì cảm xúc của các bạn là các bạn tự làm chủ và các bạn tự quyết định. Chị Tường cũng xin chúc cho em gái, rồi xin chúc cho Hải, đúng không? Dạ em. Là hai bạn sẽ thành công nhiều hơn trong cái định hướng sự nghiệp, trong cái tương lai của mình, và cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình Hẹn Ăn Trưa nha. Dạ em cảm ơn chị. Rồi.